sở Bình Tân yêu cầu đồng chí Thanh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Trong quá trình làm việc, đồng chí Thanh đã có những lời nói lớn tiếng như nội dung trong clip đã thể hiện. Thứ hai, về bước đầu xử lý. Sau khi sự việc diễn ra, Ủy ban nhân dân và cụ thể là Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã chỉ đạo huyện Tấn Quảng kiểm tra xử lý rõ nội dung, rõ vụ việc qua phản ánh. Các đơn vị chức năng của huyện Tấn Quảng đã vào cuộc xác minh, làm việc với cá nhân đồng chí Lương Văn Thanh, yêu cầu đồng chí làm bản kiểm điểm giải trình về vụ việc. Tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác huyện Tấn Quảng kết thúc kiểm dịch COVID-19 của thị xã Bình Long và cá nhân đồng chí Lương Văn Thanh vào lúc 14 giờ cùng ngày 3 tháng 4 năm 2020, đồng chí Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Tấn Quảng đã có báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Từ kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tấn Quảng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã kịp thời báo cáo với tỉnh ủy vụ việc nêu trên. Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo huyện ủy Tấn Quảng xử lý vụ việc. Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ban thường vụ huyện ủy Tấn Quảng đã tiến hành phiên họp đột xuất để nghe đồng chí Thanh tiếp tục trình bày sự việc, nhìn nhận khuyết điểm. Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy Tấn Quảng đã phân tích, làm rõ khuyết điểm của đồng chí Thanh trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Qua kiểm điểm, đồng chí Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình. Với vai trò là đảng viên, cán bộ lãnh đạo, đồng chí có hành vi, lời nói chưa phù hợp với chuẩn mực ứng xử của cán bộ công chức. Đồng chí xin chịu mọi hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền. 3. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh. Ngay từ đầu xảy ra vụ việc, thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc, không bao che vụ việc, sai đến đâu xử lý đó theo đúng các quy định của pháp luật. Khi ủy ban nhân huyện Tấn Quảng có báo cáo nhanh về vi phạm của đồng chí Lương Văn Thanh, thường trực tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy Tấn Quảng tiến hành họp làm rõ trách nhiệm, vai trò của cán bộ lãnh đạo. Qua vụ việc, ban thường vụ tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Lương Văn Thanh là cán bộ đảng viên thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, giữ vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Lẽ ra trong tình hình toàn tỉnh đang nỗ lực chung sức đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là tổ chức thực hiện tốt các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thanh phải tích cực nêu gương thực hiện. Hành vi phát ngôn của đồng chí Lương Văn Thanh qua clip phản ánh cho thấy cá nhân đồng chí thiếu tinh thần hợp tác, thiếu trách nhiệm nêu gương, đã làm xấu đi hình ảnh của cán bộ công chức, ảnh hưởng đến tổ chức và uy tín cá nhân đồng chí. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước ban hành quyết định số 1854 về việc tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với đồng chí Lưu Văn Thông, huyện ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tấn Quảng, nhiệm kỳ 2016-2021 để chờ các ngành chức năng xem xét xử lý theo quy định.